Chiều hôm qua ngày 20 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành công văn số 5390 về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo. Theo đó, từ 0 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo quyết định về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, diễn biến dịch bệnh còn phức tạp. Đối với địa bàn Châu Thành, từ 0 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2021 sẽ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sau ngày 25 tháng 9 năm 2021, căn cứ vào mức độ nguy cơ từng địa bàn ấp, xã, thị trấn và khả năng quản lý kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sẽ quyết định việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phù hợp. Đối với 8 địa phương còn lại gồm huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, huyện Gò Công Tây, huyện Tân Phước, huyện Cái Bè, huyện Gò Công Đông, thị xã Gò Công và huyện Tân Phú Đông tiếp tục thực hiện theo nội dung công văn số 5275 ngày 14 tháng 9 năm 2021, áp dụng chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.